Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình Nhà Thắng. Mình làm những video về sức khỏe, khoa học và đời sống. Hôm nay là một video mà mình có một ý tưởng khi mà mình đọc các comment của các bạn. Có rất là nhiều bạn tập cái vấn đề mewing ấy. Mình có những cái video nói về mewing, về việc là ăn thở sao cho để chúng ta có một khuôn mặt đẹp, một sức khỏe tốt. Mình sẽ để link ở phía bên này. Thì các bạn có một cái thắc mắc đó là: anh ơi, khi em mewing thì nước bọt của em cứ chảy ra, em khó chịu quá, em cứ phải nuốt nước bọt liên tục. Thế thì mình khá là gọi là hơi bị confused, hơi bị kiểu là tại sao các bạn lại sợ cái nước bọt của các bạn thế. Và trong video lần này mình sẽ nói cho mọi người biết, thế thì nước bọt nhiều có tốt không? Nào, chúng ta bắt đầu video lần này thôi. Đầu tiên trong video lần này thì mình nói một câu chuyện vui, đó là cũng thực ra cũng không vui lắm, có nghĩa là mình có rất nhiều bệnh nhân mà họ thấy được cuộc sống của họ giảm đi chất lượng rất là nhiều vì đơn giản họ không có nước bọt. Đó là những bệnh nhân nào? Đó là những bệnh nhân ấy bị ung thư vòm hoặc là ung thư vùng hạ thực quản này và họ phải sử dụng xạ trị. Thì sau khi họ sử dụng xạ trị ấy thì gần như nó ảnh hưởng đến các cái túi nước bọt rồi các cái đường dẫn nước bọt của họ ấy. Và họ không có nước bọt nữa. Và họ bảo là: anh ơi, ngày nào em ăn bất cứ cái gì nó cũng như nhai rơm. Họ chỉ mong muốn là có một bữa ăn đủ nước thôi. Không ăn được mà ăn cơm còn khó, chứ nói đi ăn bánh rán hay là ăn bim bim mà không có ăn được luôn đấy. Vậy thì rõ ràng là nếu mà nước bọt là một thứ ghê tởm, thứ mà chúng ta sợ, anh ấy, cái thằng kia mồm nó đầy nước bọt ấy, thì xin thưa với các cô, xin thưa với các anh ấy, mồm đứa nào có nhiều nước bọt là đứa đấy là mồm không bị hôi ấy. Các bạn biết rằng là khi chúng ta ốm ấy, chúng ta bị khô họng, khô miệng ấy, mồm nó hôi kinh khủng luôn. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Thì thứ nhất, nước bọt đó là luôn luôn được tiết ra trong cơ thể chúng ta, ở miệng của chúng ta này có rất nhiều tuyến nước bọt, tuyến nước bọt nang tai, tuyến nước bọt dưới hàm, tuyến nước bọt dưới lưỡi, vân vân. Và nói chung ấy là nó tiết liên tục hàng ngày, bạn chả ăn nó cũng tiết. Tiết xong chúng ta nuốt đi, trong cơ thể hấp thu ngược lại, tiết ra chúng ta nuốt đi. Tại vì sao? Vì đó là cơ chế sinh lý của chúng ta. Việc tiết nước bọt giúp cho cơ thể chúng ta rất nhiều thứ. Thứ nhất, nó giữ ẩm cái vùng miệng họng của chúng ta. Cái việc giữ ẩm vùng miệng họng là một điều cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì cái vùng này luôn luôn có không khí và các thứ nó đi qua liên tục ấy. Nếu cái vùng này nó khô thì niêm mạc ở đó sẽ dễ bị nhiễm khuẩn. Các bạn để ý mà nếu mà một đêm nào đó, mà nhất là những cái ông nào bị say rượu ấy, đi về nhà há miệng thở, sáng hôm sau kiểu gì cũng viêm họng. Mà rõ ràng là tại uống rượu viêm họng không, tại câu thở mồm ấy, tại cái mồm ông hô khô ấy thì ông bị viêm họng. Vì chức năng của nước bọt chính là chức năng bảo vệ niêm mạc, làm ấm, làm ẩm cái niêm mạc đó. Hãy bạn tưởng tượng trên da của bạn ấy, nếu mà mùa đông ấy, khi thời tiết nó quá khô ấy, da bạn còn bong tróc, viêm tấy đỏ cơ mà. Nữa là vùng niêm mạc miệng họng của chúng ta nó mỏng, nó dễ tổn thương mà. Không ẩm là bị tổn thương ngay. Số 2 đó là việc, chính cái việc mà rửa trôi liên tục các cái dịch ở miệng mũi họng, miệng họng của chúng ta rồi chúng ta nuốt đi ấy. Đó là việc là chúng ta đang nuốt bớt vi khuẩn các thứ ở trong miệng của chúng ta đi ấy. Và vô hình chung cái việc tiết nước bọt của chúng ta nuốt đi, tiết nước bọt chúng ta nuốt đi chính là một cái động tác để chúng ta rửa sạch vùng miệng họng. Để vi khuẩn có phát triển thì chúng ta nó rửa nó đi, vi khuẩn có phát triển thì chúng ta nó rửa nó đi. Và dần dần chúng ta không bị những cái hơi thở hôi, chúng ta không bị những cái lưỡi bẩn. Đó là một cách vệ sinh. Thế nên là anh ơi, em có nước bọt chảy ra thì nuốt đi thôi, của ông mà. Nước bọt của ông không phải nước bọt của ai đâu, đến nước bọt của đứa khác ông còn nuốt được. Cơ mà sao nước bọt của ông không nuốt đi? Em nhiều nước bọt quá, em thấy ghê gì của ông mà đấy là cơ chế bình thường của cơ thể để rửa sạch miệng của chúng ta. Và cái số 3 đó là ngay trong cái thành phần của nước bọt ấy, nó có rất là nhiều thứ, nhưng thành phần nhiều nhất thì vẫn là nước thôi. Nhưng mà trong đó thì ngoài những cái enzyme để tiêu hóa thức ăn, enzyme amylase các thứ, chúng ta nhai cơm và lúc sau rồi chúng ta thấy ngọt ấy, thì ấy, có một thành phần đó là IgA, có nghĩa là kháng thể không đặc hiệu.
Chính nhờ cái thành phần này ấy, mà chúng ta có thể chiến đấu với vi khuẩn và virus ngay khi nó tiếp xúc với vùng miệng họng của chúng ta. Đa phần ấy, với những người mà có nước bọt chảy thường xuyên miệng lúc nào cũng ẩm ấy, thì cái việc viêm mũi họng sẽ thấp hơn rất là nhiều so với những người bị những cái hội chứng về thở miệng rồi không tịt mũi vân vân. Các bạn cứ để ý, bạn bị tịt mũi thì ngày hôm sau thì bạn bị đau họng, đôi khi đó chỉ là virus. Và đấy là một trong những mấu chốt của cái phát triển sức khỏe mũi họng của mình. Khi các bạn thực hiện cái biện pháp mewing và bạn không thở bằng miệng nữa, bạn giúp cho khoang miệng của bạn luôn ẩm đủ nước bọt và rửa trôi liên tục, đồng thời có IgA. Như vậy ấy, thì bạn ít bị nhiễm vi khuẩn, virus, ít bị ốm hơn rất rất là nhiều. Nếu mà các bạn chưa có con thì các bạn hãy để ý, hoặc nếu các bạn có con rồi hãy để ý, nếu đứa trẻ nó bắt đầu há miệng ra thở thì lúc đó là nó ốm. Và nếu mà bố mẹ hoặc là những người thân ấy có đủ thời gian và quan tâm, khi nó ngủ chỉ cần cho nó ngậm miệng lại, hãy thử làm mà xem, thì cái thời gian ốm của nó giảm đi rất nhiều. Rửa mũi sạch sẽ và để cho trẻ không bị thở bằng miệng là một biện pháp hiệu quả và rẻ tiền nhất để giúp cho trẻ ít bị ốm, ít bị viêm mũi họng. Và bây giờ thì đôi khi các bạn biết đấy, nếu mà hôn một cái bạn nào đó ấy, mà miệng bạn ấy đủ ẩm, đủ ấm, đủ ngọt vì không bị hôi ấy, thì xác định đi, bạn ấy rất nhiều nước bọt. Nhưng điều đó là một điều cực kỳ là tốt. Hãy thấy bình thường, biết tôi có nước bọt vì đơn giản đó là bình thường mà. Mình là một người rất nhiều nước bọt, và đôi khi thì mình nói nhiều quá, đôi khi nó bị phun mưa. Tại vì sao mà chúng ta thì ít, chúng ta khá là khó chịu với việc đấy. Thực ra thì ở nước ngoài ấy, các bạn để ý này, cái cách nói chuyện của người nước ngoài và cách nói chuyện của người Việt không giống nhau. Các bạn để ý là tiếng Việt này, tiếng Trung này, tiếng Hàn ấy thường có cái âm rất là cao. Ê, anh có biết không, ở cái rất là sung sướng. Chính cái động, chính cái kiểu nói của Việt Nam ấy, nó làm chúng ta dễ bị bắn nước bọt ra, và chúng ta thấy bị thấy bất lịch sự. Nhưng mà thực ra ấy, đấy là việc rất là bình thường của cách nói chuyện của người Việt, vì đó là ngôn ngữ của chúng ta. Còn ví dụ như các bạn học các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp ấy, kiểu họ sẽ thường xuống giọng ở cuối câu. Today, yeah. Thì khi mà ngay cái việc xuống giọng ở cuối câu của họ ấy, xin chào, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình này, thì chính cái việc đó ấy, nó hạn chế nước bọt ra thôi. Chứ thực ra là tay đầy nước bọt chúng ta làm sao có chuyện gì đâu. Tất nhiên là nếu mà bạn bắn nước xuống thẳng vào mặt người đối diện thì khác, nhưng mà vấn đề của nó đó là điều bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy là tại cái cách cái tiếng nói của chúng ta thôi. Tất nhiên rằng là chúng ta phải hạn chế điều đó, nhưng không có nghĩa là cái điều đó thể hiện là bạn là người kém văn minh, hay nói cái khác là thể hiện bạn phải tự ti về cái tuyến nước bọt của bạn. Nếu bạn không có tuyến nước bọt thì bạn sẽ ước mơ một ngày nào đó tôi biết nhổ nước bọt đấy. Vì không có nước bọt ăn như nhai rơm, có nước bọt thì bạn mới khỏe mạnh được. Đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video lần này. Nếu bạn thấy hay thì like, share và subscribe kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.